Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, huyện Hoa Lư vừa tổ chức diễn tập tại khu vực rừng đặc dụng núi đá, thôn Trường An, xã Trường Yên. Với tình huống giả định là khoảnh 01, khu vực rừng đặc dụng núi đá thôn Trường An xuất hiện đám cháy nhỏ do người dân dùng lửa bất cẩn. Mặc dù đã huy động các lực lượng dân quân triển khai các biện pháp ngăn chặn, chữa cháy tại chỗ, nhưng gió lớn khiến đám cháy lan rộng với quy mô lớn, vượt tầm kiểm soát. Để kịp thời ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng huyện Hoa Lư đã chi viện lực lượng, phương tiện chữa cháy, chuyên dụng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong xử lý tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn, qua đó kiểm tra kế hoạch và khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ.